Hello hello, what's up? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kid Mê Game. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ thể theo yêu cầu của rất nhiều anh em là các bạn đang muốn tìm một cái clean mà đặc biệt là bản nó phải no key, tức là khi chúng ta cài đặt vào mở lên, bấm vào đây là nó chạy, nó không bắt anh em phải get key cho cái menu, được chưa? Thì mình sẽ lên cho anh em một phiên bản Delta X V45 mới nhất, được chưa? Với bản này thì chắc chắn là các bạn sẽ không cần phải get key. Nhưng mà có một cái vấn đề như thế này, mình cũng phải nói trước với anh em luôn, không nhớ anh em lại thắc mắc, là hiện tại bây giờ nó là chưa get key, nhưng mà có thể sau này nó sẽ bắt get key anh em ạ. Đó, thì anh em cũng đừng có lo lắng quá nhá. Thì đến một ngày đẹp trời nào đó nó bắt anh em get key, thì khi anh em mở lên nó sẽ hiện lên một cái, thay vì nó hiện là cái menu như thế này luôn, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như anh em nhìn trên màn hình ấy, welcome back, enter key, continue và receive a key, đúng không? Thì nó hiện lên như vậy, anh em chỉ việc bấm vào cho mình chữ receive a key dưới chữ continue ấy, anh em bấm vào nó sẽ sao chép cho anh em một cái đoạn mã. Thì các bạn lấy cái đường link đó, anh em dán nó vào cho mình trong trình duyệt Chrome. Các bạn dán nó vào được chưa? Sau đó anh em bấm đến cái đường link đó. Và khi đến cái đường link đó xong thì bắt đầu chắc chắn là nó sẽ hiện ra cho anh em get key 3 bước. Thì các bạn áp dụng đúng cái cách get key 3 bước mà mình hay hướng dẫn anh em trên kênh của mình, mà get cho Bluetooth ở trên cái trang link tơ vi xe ấy. Đó, thì anh em áp dụng cái cách đó thì các bạn phải get key được nhá. Còn đến hiện tại bây giờ thì cái bản này nó hiện tại vẫn đang là no key anh em nhá. Đó, thì cái bản này là bản Delta X, nó quá là nổi tiếng rồi. Đó, thì nó cũng ngang ngửa với cả Bluetooth ấy. Mỗi tội là cái Delta X này thì nó có một cái nhược điểm mà đến trước đến giờ mọi người rất là hay không thích ở nó, là kiểu là nó kén menu ấy. Tức là có một số menu bấm vào chạy được, có một số menu bấm vào lại không chạy được. Đó, nó không như Bluetooth, Bluetooth thì nó đỡ kén menu hơn. Nhưng mà cũng sao hết, thì hiện tại bây giờ anh em có thể trải nghiệm thử với cả phiên bản V45 này. Thì đặc biệt có một cái ưu điểm của cái Delta này thì nó là chạy mình cảm thấy nó nhanh hơn, nó mượt hơn so với cả Bluetooth. Đó, thì bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nhá. Thì các bạn mở lên nó hiện ra như này luôn, các bạn cũng không cần phải get key gì cả. Ở đấy, còn nếu đến một ngày đẹp trời đấy mà nó bắt các bạn get key, hoặc là máy các bạn nó không phù hợp, nó bắt anh em get key, thì các bạn làm đúng như mình vừa nói ấy. Nó hiện lên cái bảng như vừa rồi ấy, anh em chọn receive key, sau đó lấy cái đường link đó diệt dán lên cái trình duyệt Chrome ấy, rồi sau đó các bạn get key 3 bước thôi nhá. Rồi, còn đến đây thì anh em phải bấm vào đây cho mình, sau đó bắt đầu các bạn bấm vào mình dấu 3 chấm, các bạn bấm vào bộ nhớ tạm, và các bạn tìm đến cái menu mà anh em hay chơi. Ở đây mình test thử cả bản là phiên bản speed hook nha anh em nhé. Đây speed hook đó, đây mình sẽ bấm vào đây, sau đó mình sẽ chọn thoát ở đây, bấm lại mở cái này lên đó, sau đó mình sẽ bấm vào XQT ở đây để nó chạy menu nhé, và chúng ta sẽ test thử xem là nó chạy menu nhanh không. Đó, bấm vào xong thì anh em đợi mình một chút để chờ đấy, các bạn thấy không, ngay lập tức là cái menu nó hiển thị lên cho chúng ta này, phiên bản speed hook X đó, và bản này mình thấy này anh em thấy không, nó chạy menu cũng khá là nhanh nhá, tốc độ không thua kém thì có Bluetooth đó, các bạn thể nhìn thấy anh em thấy không. Đấy, như là đây đầy đủ full tất cả các tính năng cho anh em nhá. Đó, như Kintel sắc này, Palanya sắc này, ở đây có cả cho các bạn từ việc áp tập V4 này, Palm PP Fruit này, được chưa, Visual là hỗ trợ anh em tạo mưa trái ác quỷ này, Farm này, đó đầy đủ hết cho các bạn nhé. Đó, thì anh em có thể trải nghiệm thử với cả phiên bản này. Cái này thì mình đang test thử cho anh em ở trên cái script menu speed hook X thôi, còn các bạn có thể trải nghiệm thử với bất kỳ một script nào mà anh em đang có. Chủ yếu là trong video này thì mình sẽ lên cho anh em đấy cái phiên bản đây, Delta X V45 phiên bản no key nhá. Đó, nếu cho nó, mình xin nhắc lại một lần, nếu nó có bắt anh em get key thì các bạn làm đúng như mình nói thôi, bấm vào receive key, sau đó dán vào Chrome và get key cho mình. Ok chưa, bản này thì dung lượng 130MB. Thì cách cài là anh em sẽ gỡ game Block Fruit trên máy các bạn ra, tải về cái Delta X V45 no key này, sau đó các bạn cài đặt vào trong điện thoại. Cài đặt xong thì anh em vẫn đang nhập vào game như bình thường. Đó, mà anh em có thể dán script menu, và bắt get key thì anh em cứ get như bình thường thôi. Ok chưa?